Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ qua chủ đề tiếp theo là đặc trưng tổ chức văn hóa của cụm dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụm dân cư tức là một nhóm dân cư, và một nhóm dân cư này nó thành một cụm như nào là nó sẽ tùy theo những cái yếu tố khác nhau, đúng không ạ? Và theo địa lý thì nó có những cái quần cư, gọi là quần cư nông thôn và quần cư thành thị. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì cái quần cư thành thị nó chiếm đa số, và những cái cụm dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh này nó thuộc dạng quần cư thành thị, và nhưng mà một số cụm dân cư khác thì nó là một dạng nó nằm trong quần cư nông thôn và cả quần cư thành thị. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu từng nội dung một. Nhất chúng ta sẽ biết mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất đó là những đặc trưng văn hóa cơ bản trong cách tổ chức văn hóa cụm dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu được một số nét văn hóa cụm dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Thứ ba là chúng ta sẽ trình bày được ý nghĩa của các cách thức tổ chức văn hóa cụm dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng là chúng ta tự đưa ra được những giải pháp bảo tồn, phát triển văn hóa cụm dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở trong bốn mục tiêu này thì mục tiêu quan trọng nhất đó chính là chúng ta phải biết được một số nét văn hóa cụm dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh là cái nhất. Cái hai là cái lý thuyết chung là chúng ta cũng phải nắm được những đặc trưng văn hóa cơ bản trong cái cách tổ chức văn hóa cụm dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn ý nghĩa thì chúng ta nghe lướt qua. Yeah. Thì như chúng ta đã biết là dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh đó là rất là đa dạng và đa tộc người, và trong đó người Việt là chủ thể. Hiện nay với dân số cả nước Việt Nam là gần 100 triệu người, hay gần 100 triệu người. Giữa thành phố Hồ Chí Minh của mình á, thì dân số là theo tổng số là khoảng 9,5-10 triệu người. Nếu như tính luôn cả những yếu tố khác thì khoảng trên 15 triệu người. Và trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số dân tộc trong tổng số 654 dân tộc của Việt Nam sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu về nét văn hóa, đúng không ạ? Nét văn hóa thôi. Khi tìm hiểu được nét văn hóa, chúng ta sẽ có những cái cách bảo tồn và phát triển văn hóa cụm dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Rồi em hãy cho biết những cộng đồng dân cư nào đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi những cái đặc trưng cơ bản trong tổ chức văn hóa của cụm dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi chúng ta sẽ xem một số thông tin liên quan rồi xíu nữa với mình sẽ giảng sơ lược.
Rồi. Rồi văn hóa cụm dân cư là nét văn hóa đặc trưng của một cộng đồng dân cư sinh sống quần tụ trong một khu vực nhất định. À. Tại vì thường ý nghĩa, cái định nghĩa đơn giản của dân cư có nghĩa là tập hợp những cái cộng đồng người hay là những cái nhóm người sinh sống ở một khu vực hay là ở một vùng đất nhất định, hơn là một khu vực nhất định. Và văn hóa cụm dân cư được hiện rất rõ qua đặc trưng và sinh hoạt văn hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng dân cư và chúng ta ghi bài. Rồi câu hỏi đặt ra cho các bạn đó là các bạn sẽ phải thảo luận và các bạn phải kể tên thảo luận ha, thảo luận cặp đôi hoặc là theo bạn giúp dùm cho giáo viên câu hỏi đầu tiên. Còn câu hỏi hai từ từ sẽ được hướng dẫn. Kể tên các cách thức tổ chức cụm dân cư ở thành phố Hội Bình hiện nay. Vâng, đúng như vậy thì cách thức tổ chức cụm dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay nó có các cái cách tổ chức như sau. Thứ nhất, đó chính là cách tổ chức theo dân tộc. Nhất. Thứ hai, đó chính là cách tổ chức cụm dân cư theo tôn giáo. Thứ ba, đó chính là cách tổ chức cụm dân cư theo hoạt động sản xuất và kinh doanh. Từ đó là cách tổ chức dân cư theo nguồn gốc và xuất xứ. Thứ năm đó chính là cách tổ chức dân cư theo người nước ngoài nhập cư. Và cuối cùng đó chính là theo lối sống hiện đại nha. Rồi, và chúng ta sẽ nghiên cùng phân tích những cách tổ chức này. Bị dân tộc á, thì như các bạn đã biết á, đó là ở vùng đất Nam Bộ này thì người Việt là chủ thể và người Việt là chủ thể. Bất cứ thành phố nào ở thành phố bất cứ một thành phố nào ở vùng đất Nam Bộ và cũng như các tỉnh nào ở vùng đất Nam Bộ cũng vậy, thì người Việt là phân bố rộng trên khắp nơi. Ở thành phố Hồ Chí Minh là phân bố rộng trên khắp toàn phố, lý do là người Việt là chủ thể của vùng đất này. Thứ hai, nó là khác với cách tổ chức của người Việt, đó chính là người Hoa, người Chăm và người Khmer thì nó tập trung thành cái cụm chứ nó không có tập trung rộng rãi, đúng không ạ? Người Hoa thì tập trung ở các cơ sở tôn giáo cộng đồng và chung ở trong những con hẻm phố, tập trung ở một số con đường nhất định. Còn người Chăm thì tập trung ở các thánh đường Hồi giáo. Và người Khmer thì nó tập trung ở các ngôi chùa Khmer. Đây cũng xin nói luôn, đó chính là người Việt á, thì mặc dù là phân bố rộng khắp thành phố thật, nhưng mà khi mà họ sinh hoạt tôn giáo thì họ thì người Việt nó theo rất nhiều cái tôn giáo khác nhau. Cho nên là cái cách sinh hoạt cộng đồng ở đây nó khác nhau. Ở Nam Bộ thì người Việt người ta sinh sống, người ta tập trung, người ta hội họp chú ý ở trong những cái ngôi nhà vuông. Nhà vuông người ta gọi là nhà tiên sư, người ta gọi là nhà vuông, hay là một số ngôi chùa, hay là một số ngôi đình
một số gia đình nó chịu ảnh hưởng của ngoại Bắc, tại vì cái ngôi đình là cái nơi mà người dân có thể hội họp và sinh hoạt và nơi nghỉ ngơi của người dân hàng ngày ở miền Bắc, và sau này vô miền Nam cũng vậy luôn. Thứ hai, đây là cái trung tâm sinh hoạt của người Việt gốc Hoa ở trà miền Tây, tức là người Hoa sẽ hoạt động chủ yếu là trên lĩnh vực kinh tế và xíu nữa sẽ phân tích sâu cái này. Rồi còn người Chăm thì sống đã thành rất nhiều sớm, ví dụ như sớm người Chăm ở trên kinh Như Lộc là Thị Nghè, sớm người Chăm gần cầu Công Lý là sớm người Chăm gần trên rạch Bến Nghé, và ở trên cái chỗ mà gần cái chỗ kinh Tàu Hủ trở lên và con kinh Trẻ trở lên á, thì người ta thấy có cái cầu Chà Bà, cái cầu Chà Bà là cái cầu đó là của người Sa Pa, người Sa Pa nó cũng sống ở đó luôn. Và người Chăm thì trước năm 79 thì gọi là người Chàm ở trên cái khu chỗ trên quận 4, trên quận 5 thì cũng có một số như vậy, nhưng mà sớm đó hiện giờ nó không còn nhiều như trước kia nè. Thứ hai là họ cư trú gần các chợ ha, ở chợ. Đây là một cái đặc điểm cư trú của người Hoa, người của đặc điểm cư trú của người Chăm ha. Ở trong bài này mình chỉ nghiên cứu đó chính là người Chăm Islam. Như vậy là người Chăm sẽ cư trú thành các xóm nhỏ là một. Thứ hai là người Chăm sẽ cư trú ở những cái chợ người ta đặt mắt hiện, và chợ cũng chính là nơi cư trú, chợ cũng chính là nơi hoạt động của người Hoa ở đây nó khác với lại người Chăm Islam. Rồi và người Chăm hoạt động ở các thánh đường. Rồi ở đây là các giáo xứ, các nhà thờ. Ở đây là nơi sinh hoạt tôn giáo của những người Việt theo đạo Công giáo, các nhà thờ đúng không ạ? Nhà thờ, nhà trung chánh ở Hóc Môn, là giáo xứ Chợ Cầu ở Gò Vấp, thành phố mình ngày nay. Rồi theo tôn giáo, rồi xin được phân tích nha. Theo tôn giáo thì ở đạo Công giáo, ở Việt Nam mình thì gọi là Thiên Chúa giáo, thì tập trung ở các hội đạo. Hội đạo là gì ạ? Hội đạo là những cái khu vực mà tập trung những người Việt theo đạo Công giáo nhất, mà thường là cái trung tâm của hội đạo nó chính là các nhà thờ nha. Tập trung ở các hội đạo chính là các nhà thờ, và các hội đạo chủ yếu ở Gò Vấp và ở thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là phía bắc của Gò Vấp, nhưng mà hội đạo lớn nhất ở Gò Vấp đó chính là hội đạo Sớm Mới. Hội đạo Sớm Mới và một số hội đạo nhỏ xíu như hội đạo An Nhơn, nhưng mà hội đạo Sớm Mới là hội đạo lớn nhất ở Gò Vấp. Dọc đường Cách Mạng tháng 8 là chỗ Bùi Mô, dọc đường Phạm Thế Hiển là hội đạo quận 8. Hội đạo quận 8 là hội đạo lớn nhất với rất nhiều nhà thờ, như thờ Bình Thái đó. Dọc đường Phạm Thế Hiển nguyên hội đạo thôi là đến khoảng 3 nhà thờ, 4 nhà thờ như vậy nằm dọc trên đường Phạm Thế Hiển. Và cứ đến cái là Giáng Sinh là dọc đường này hoạt động rất là tấp nập, nó kéo dài trong suốt khoảng 45 cây đường Phạm Thế Hiển ở trụ quận 8. Thứ hai là hai tôn giáo, đó là người Chăm thì sinh sống ở quanh cái thánh đường Hồi giáo, người ta là Masjid. Còn các tôn giáo khác thì sinh sống ở các khu vực thờ tự. Rồi theo hoạt động sản xuất kinh doanh thì chủ yếu là một, nó chính là sản xuất kinh doanh chủ yếu là một và các làng nghề. Thứ hai là phố chuyên danh. Và thường là hoạt động sản xuất kinh doanh là của người Việt và của người Hoa. Còn các làng nghề truyền thống là
chịu ảnh hưởng của ngoài vùng Bắc của Bắc Bộ và một phần của vùng vùng Thượng Quảng đưa vào và những làng nghề này được duy trì theo thời gian, dù như làng nghề đúc đồng An Hội, làng nghề dệt vải Bảy Hiền thì hiện nay chắc cũng không còn, nhưng mà cái truyền thống dệt vải Bảy Hiền thì chắc chắn là vẫn còn. Còn cái phố chuyên danh là một cái thuật ngữ của một nhà nghiên cứu tên là Nguyễn Minh Hòa là một thuật ngữ phố chuyên danh chứ là phố là phố chuyên kinh doanh. Đây là một cái hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh của người Việt mà nó chịu ảnh hưởng của người Bắc luôn mà người Bắc. Và phố chuyên kinh doanh là chuyên kinh doanh một mặt hàng nhất, ví dụ như phố chuyên danh ở Hội Kỷ, phố chuyên danh Đồn Thất, phố tranh Trần Phú. Cái này nếu như các bạn suy nghĩ một chút thì nó là giống như Hà Nội, ví dụ như ở Hà Nội nó có các phố nó hàng tên hàng đúng không ạ, ví dụ như phố Hàng Nón đúng không ạ, Hàng Đào rồi phố Hàng Trống vân vân đó, rất chịu ảnh hưởng từ Bắc vậy. Đây rồi họ đạo ở chỗ Gò Dấp, đây là một hoạt động tôn giáo, rồi đây là hoạt động sản xuất làng lưu động An Hội Gò Dấp, một làng rất là nổi tiếng, và lưu động này người ta được trưng ở trong các cái bàn thờ, biết bàn thờ không? Trưng trong các bàn thờ ở trong cái ngôi nhà của người Việt và trong một số nơi thờ tự của người Hoa nó cũng có lưu thờ nha, nhưng mà thường là không nhiều ở cái Đồ Đồng, thường là người Việt đầy nhất, nhà nào cũng có một bộ đồng riêng khoảng 10 đến 20 năm trước đó thì những nhà nào xưa xưa lắm nó cũng có ít nhất một bộ đồng ở nhà, và bộ đồng đó là trị giá đến hàng triệu, cái thời gian đó là giá đến hàng triệu, và cứ 1-2 năm người ta đánh bóng một lần, cho nên là phố ẩm thực nó có khoảng hơn 10 phố không nhỉ, 10 cái phố như vậy. Em ở đây là phố ẩm thực Phạm Xích Long, ở phố này người ta bán ẩm thực, nhưng mà có những cái phố ẩm thực người ta bán rất là đồ ăn rất là rẻ, đồ ăn rất là an toàn và bình dân, và có những cái phố là treo đầu dê bắt chó, tức là ví dụ ở trung tâm thì phố ẩm thực thì nó ẩm thực thì nó là nhiều thực phẩm, nhưng mà thực ra ở một số nơi phố ẩm thực người ta bán chỉ có cá biên chiên rồi bò viên rồi tự nhiên không đúng phố ẩm thực. Rồi theo nguồn gốc xuất xứ là khu Bảy Hiền á, là tập trung người gốc Quảng Nam Đà Nẵng, người ta gọi là khu Quảng Đà đó, Quảng Đà ở Tân Bình, người miền Bắc thì tập trung ở ba ông Tạ, từ sớm chí Khánh Hội, từ sớm mới Gò Dấp của ba ông Tạ, sớm chí Khánh Hội ở trung quân 4, và ông Tạ chỗ đầu chỗ trung tâm lên xíu sớm mới Gò Dấp, đây là cái khu tập trung những người miền Bắc tập trung rất là nhiều. Thứ hai là người nước ngoài nhập cư thì có rất nhiều cái phố người nước ngoài, như phố Mã Lai, rồi phố Hàn Quốc Phạm Văn Hai, cái này các bạn có thể thêm ha, đi vô rồi phố Nhật ở đường Hồ Văn Huê, và phố Tây hay gọi là phố Tây Ba Lô trên đường Phạm Lão là cái nhất hiện hài, là phố Tây ở trên chỗ Bùi Viện đúng không, chỗ Bùi Viện, cái chỗ từ cái chỗ nhà chợ Bến Thành lên xíu nó có cái phố Bùi Viện
phố, còn có phố Tây Ba Lô nằm trên đường Phạm Ngũ Lão á, ra là nó nằm trên cái phường Phạm Ngũ Lão luôn. Theo sống hiện đại thì chủ yếu là người dân á, nhất là sống trong cái khu đô thị hiện đại, người ta gọi là cái khu đô thị. Cái khu đô thị với cái chất lượng sống rất là ok, cho nên sống rất là đảm bảo, mặc dù chi phí cho cái cuộc sống họ trong các khu đô thị hầu như là không hề rẻ nha, không hề rẻ. Như vậy ở trong các chung cư à, có những người ở chung cư rất là sập sệ và có những người ở những cái chung cư rất là tiện nghi, khu hiện đại. Tuy nhiên một trong những cái vấn đề đặt ra ở các chung cư và các đô thị đó chính là vấn đề một là vấn đề an ninh, hai là vấn đề hỏa hoạn. Hiện nay những người trong chung cư và có những cái chung cư rất là cũ, hầu như là không được gia cố, nên là một trong những cái vấn đề đặt ra ở chung cư đó chính là vấn đề, đó chính là những cái chung cư bị cũ quá, nó có thể bị hư và nó có thể bị sập bất cứ lúc nào. Và thậm chí có rất nhiều người chen chúc trong những cái khu chung cư nhiều tầng như vậy, dẫn đến một cái vấn đề đặt ra, ví dụ như có sự cố gì và có vấn đề hỏa hoạn thì cái việc ứng cứu là một cái việc rất là khó khăn, đúng không? Rồi chúng ta sẽ cùng làm phần số 2. Câu này các làm cá nhân nha. Nêu những đặc trưng cơ bản trong tổ chức văn hóa cụm dân cư ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đặc trưng cơ bản đó chính là cái này đây. Một, đó chính là tính gắn kết cộng đồng cao trong sản xuất kinh doanh và thông qua các mối quan hệ, chủ yếu là mối quan hệ dòng tộc, mối quan hệ nghề nghiệp, chủ yếu nha, mối quan hệ dòng tộc và mối quan hệ nghề nghiệp rất rất rõ ở người Việt và người Hoa, là tính gắn kết cộng đồng rất là cao. Và thường là tính gắn kết cộng đồng cao thường là tập trung ở những hoạt động văn hóa, còn là sản xuất kinh doanh thì nó rõ nhất là ở người Việt Hoa. Thứ hai là nó có tính cơ động cao, vừa kế thừa vừa phát huy giá trị văn hóa truyền thống, cái này rõ nhất là ở người Việt, và nhanh chóng tiếp thu những giá trị văn hóa hiện đại sao cho nó phù hợp với môi trường sống xung quanh. Thứ ba là một cái đặc trưng mà ở bất kỳ dân tộc nào sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn có, đó chính là cái tính tương trợ cao. Tại vì ngoài người Việt sống ở khắp nơi thì người Hoa hay là người Chăm Islam hay là người Tây hay là người Nùng chẳng hạn, thì phần lớn là họ sống bên đường cụm, và những cái cụm này và những cụm như vậy thì nó sẽ tập trung ở những cái trung tâm sinh hoạt kinh tế, sinh hoạt văn hóa tôn giáo, và những cái trung tâm đó thì họ sẽ trao đổi với nhau những cái việc làm của họ và những cái trang và có những hoạt động hỗ trợ những người nghèo, hỗ trợ những người gặp khó khăn, hỗ trợ người nghèo hay là hỗ trợ những người khó khăn, hay là hỗ trợ những hoạt động ở trong cộng đồng. Thì như vậy thì cái tính tương trợ cao được hiện rất là rõ, tức là họ sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Thứ hai là mang nét đặc trưng văn hóa của vùng miền, cái này rất là rõ nha, và nó tạo nên cái tính đa dạng. Rồi, thứ hai là tính tự quản cao là nó tự quản, nhưng mà quản theo tuân thủ cái pháp luật của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Nhưng mà mỗi cộng đồng nó vẫn có, nó có những cái quy định tự quản riêng của mình, và nhưng và cái cách tự quản riêng đó nó tạo ra cái sự phân tầng thứ bậc trong trong xã hội ở cộng đồng. Cái nhất thứ hai là nó tạo nên cái nó tạo nên cái nề nếp làm việc và học tập của họ, đúng không? Và cái tính tự quản đó nó chống lại cái việc là lai căng ở bên bên ngoài. Rồi còn cái này thì mình nghiên cứu ha. Rồi thành phố Hồ Chí Minh là nơi hội tụ và chịu ảnh hưởng của rất nhiều luồng văn hóa khắp nơi, cho nên đã tạo nên cái bản sắc văn hóa đặc trưng của thành phố. Thì những cái bản sắc đó là cái gì? Nhất đó chính là cái chính chất đô thị trong văn hóa. Cái thứ hai đó là chính chất đa tộc người trong văn hóa. Thứ ba đó chính là cái sự giao lưu tiếp biến văn hóa giữa các tộc người và giữa các nền văn hóa. Rồi tại sao lại có cái chuyện là gọi là chính chất đô thị trong văn hóa? Đô thị là ý nói đến cái gì? Ý nói đến cái sự tiện nghi, tiện ích, đúng không? Thì vậy thì cái tính đô thị trong văn hóa có nghĩa là gì? Không, coi là văn hóa nó ở đây là ở thành phố này nó chú trọng đến những cái đặc tính khác nhau tùy dân tộc. Ở văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh là nó vẫn sử dụng văn hóa vùng miền, nhưng mà ở văn hóa vùng miền trong cái tình hình thực tế của thành phố và trong cũng giống như trong cái công việc làm ăn hay là trong công việc học tập mình, thì cái văn hóa của họ nó dần biến đổi và nó mang tính chất của đô thị rất là rõ nét. Đó chính là cái tính tiện nghi, tiện lợi, đúng không? Và linh hoạt, đúng không? Tính linh hoạt tức là mình thích nghi và tùy theo cái cách tiếp cận của mọi người thì cái tính thích nghi người ta sẽ thích nghi như thế nào đó, để cho cái tính đô thị trong văn hóa của họ được họ là hơn, đúng không? Thứ hai là tính chất đa tộc người trong văn hóa, tức là ở văn hóa của mình, ở văn hóa mình là chính đa tộc người, tại vì Việt Nam của mình là một quốc gia nhiều tộc người và các tộc người sinh sống ở trên lãnh thổ của đất nước Việt Nam nói chung và ở Việt và ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, thì thì mỗi tộc người nó có nhiều nền văn hóa, nó có một nền văn hóa khác nhau. Thì thành phố thì khi mà họ sinh sống ở Hồ Chí Minh thì họ cũng đem nền văn hóa đó vào trong thành phố của mình, và tuy nhiên thì một phần thì họ giữ lại cái nền văn hóa đó của chính bản thân mình, tuy nhiên họ cũng có sự dung hợp văn hóa và lại văn hóa của các tộc người khác để tạo ra sự đa dạng cho nền văn hóa. Đây. Cái sự giao lưu và tiếp biến giữa nền văn hóa về tộc người và nền văn hóa này, cái này là thường xuyên diễn ra, đó chính là văn hóa giao lưu văn hóa giữa các tộc người theo các vùng miền và theo các đô khác nhau và giữa người trong nước với người nước ngoài. Đây. Còn rõ hơn thì chúng ta nghiên cứu thêm đây nè. Còn đây nha.
ta nghiên cứu thêm về anh ta thì rõ nội dung thôi. Người xuất xứ, người nhập cư, người sống hiện tại. Công xuất xứ là có công xuất xứ đó chính là những các tỉnh thành trong nước nhập cư đến và những nước ngoài nhập cư đến đúng không? Nó xong ha, chúng ta xong một số 2. Thì các đặc trưng cơ bản rồi, cái này dùng nha. Cái này mình đi qua. Tên hiệu là có 5 đặc trưng. Một là tính gắn kết cộng đồng cao, thứ hai là tính cơ động cao, vừa kế thừa vừa phát huy giá trị văn hóa, thứ ba là tính tương trợ cao, thứ năm là bốn là mang đánh đặc đặc trưng kỳ cô văn hóa vùng miền, thứ sáu là tính tự, thứ năm là tính tự thì quảng cao nha. Rồi cái này chúng ta hãy đọc thêm ở trong bài. Rồi, cái này chúng ta nghiên cứu khoảng 5 phút. Và chúng ta sẽ cùng nghe cách làm việc của từng nhóm và chúng ta lấy một thông báo trước. Rồi sau đây là cái cách làm việc của thư viện. Rồi chúng ta chỉ nghiên cứu phần gì thôi nha. Rồi đây là người Việt. Ở trong cơ cấu cư dân thành phố Hồ Chí Minh thì người Việt đã chiếm tới 94-98%. Thì ở ban đầu thì người Việt từ phía vùng Thượng Quảng di chuyển theo đường thủy là chủ yếu. Sau này có đường bộ, tìm kiếm cho cái cơ hội sinh cơ lập nghiệp. Nguồn gốc cư dân người Việt thành phố người ta phải biết đến qua các ngôi nhà thờ họ hoặc các đình làng xưa, còn gia phả thì xin phép không đề cập, tại vì ở thành phố này cũng như toàn Nam Bộ này thì ở dân Nam Bộ thường là không gia phả nha, không có gia phả. Riêng ở miền Bắc là có gia phả. Mỗi dòng họ nào luôn luôn cũng có một gia phả nhất định. Và ở miền Bắc là người và có mỗi dòng họ là một làng, ví dụ là làng Lê Xá, làng Đinh Xá vân. Nhưng mà ở thành phố này cũng như ở toàn Nam Bộ này là không có gia phả đâu nha. Và người dân ở thành phố mình cũng như ở khu vực Nam Bộ này là họ sống theo khu vực
Và thường là khi mà vào Nam Bộ, họ sống ở cạnh các con sông lớn, họ sống ở cạnh các con sông lớn, họ sống, họ xây nhà và họ sống theo kiểu làng xóm, làng xóm. Nhưng mà ở thành phố, nhưng mà ở thành phố mình á, thì người Việt á, thì người Việt và cũng như là người Hoa và cũng như là người Chăm Islam, cũng như là người người Chăm Islam, thì người dân sống theo kiểu đồng hương. Đồng hương tức là tập trung hay những nhóm người cùng quê. Nhất là khu vực Chợ Quán, là những người gốc Bình Định thì tập trung ở vùng Chợ Quán, quận 5. Những người từ Quảng Nam, Đà Nẵng á, thì tập trung đông nhất ở khu Bảy Hiền, khu vực vùng Bảy Hiền, nguồn ngã tư Bảy Hiền, chỗ cái trường Nguyễn Thường Hiền á, chỗ cái đường Trường Chinh á. Thứ ba là những người từ Gò Công, từ Cần Đước, Cần Giờ, từ Ba Tri, Thành Phú, Nam Định, Ninh Bình, tập trung ở quận 8. Còn những người gốc miền Bắc thì tập trung ở Ngã Ba Ông Tạ, Chấm Chiếu, tức là tập trung ở khu vực gần trung tâm, gần trung tâm mà có những cái khu mà nó rất rất gần với người Hoa, rất gần với những cái rất rất gần với xóm của người Hoa và của các dân tộc khác. Nhưng mà người gốc miền Bắc hiện nay tập trung đông nhất là ở Ngã Ba Ông Tạ, xóm Chiếu Anh Hội, xóm dưới Anh Hội, xóm mới Gò Dấp là rất là nổi tiếng luôn, rất là nổi tiếng. Sớm mới Gò Dấp thì rất là nổi tiếng. Và khu Trung Chánh Hóc Môn, khu đó nằm ở chỗ đường Anh Thủ, đường Anh Thủ liên kiệt lên là cái khu Trung Chánh Hóc Môn. Rồi, và một đặc điểm chung ở đây đó là cái sinh hoạt văn hóa của người dân Việt ở thành phố Hồ Chí Minh, và cũng như sinh hoạt về văn hóa, sinh hoạt về kinh tế rất là đa dạng, rất là đa dạng. Nó là một sự pha trộn giữa các vùng miền với nhau, chứ vùng miền với nhau nha. Mặc dù là họ sống theo cụm cư vậy, nhưng mà do là họ sống xen lẫn và là các dân tộc khác, cho nên là cái nếp văn hóa của họ cũng dần bị ảnh hưởng một phần. Ví dụ như văn hóa ở Bắc Bộ thì nó có tính kỷ cương trách nhiệm á, thì khi vào đây á, thì nó là cũng giữ một phần cái tính kỷ luật ở bên Bắc Bộ. Cho nên là cái người Sài Gòn mình á, bây giờ là có tính gì, có tính thực dụng nhưng không dễ dãi, tức là họ là người có kỷ luật nhất định, đúng không ạ? Họ có luật nhưng mà họ vừa hào sảng vừa phóng khoáng theo kiểu của miền Tây, kiểu của miền Tây Nam Bộ là tính hào sảng, tính phóng khoáng của phương Nam, và đồng thời là họ cũng chịu ảnh hưởng của tính miền Trung, đó là cái tính chịu hương chịu khó, nó tính cần cù, đúng không ạ? Tức là ở miền Nam này là cái tính cách của cái dân thành phố mình là một tập hợp của rất nhiều nơi khác nhau, nhưng lại cho nên cái tính cách của người dân ở Nam Bộ rất là đa dạng, sống mực thước, tức là sống có kỷ luật, là cái nhất. Cái hai là cần cù, chịu hương chịu khó, rồi đi dám nghĩ dám làm ở miền Trung, và tính hào sảng phóng khoáng ở miền Tây Nam Bộ. Đó là cái tính cách của người dân Nam Bộ rất là đa dạng. Mặc dù nó là đa dạng như vậy, thế nhưng mà do là họ chỉ ở khu vùng miền sâu quá, cho nên là vẫn có một số người là vẫn ảnh hưởng của tính cách cũ. Cho nên là trong cái quá trình mà làm việc hay là trong cái quá trình mà đối nhân xử thế, thì họ nhiều lúc họ cũng vận dụng cũng khá là cực đoan. Còn về ẩm thực thì các món cũng chịu ảnh hưởng của vùng miền, nhưng mà một đặc điểm đó chính là cái độ ngon thì nó lại không có giống như ở cái vùng miền nơi nó làm ra. Ví dụ như món phở thì đặc trưng là phở Hà Nội, nhưng mà ở Sài Gòn của phở, nhưng mà cái mùi ngon á, cái mùi cái vị thì nó lại không giống, tức là nó khác hoàn toàn.
Tương tự như vậy đối với bánh cuốn, chả giò, bánh cớ gồ, bánh puree, rồi các nướng như là nước chè xanh. Nước chè xanh là cái nước mà ở trong các cái quán nước á, ở trong cái mấy cái quán cốc lại được, nó cũng có nước chè xanh à. Ở đây gọi là chè nhưng mà ở Bắc gọi là trà à. Trà người ta thường uống vào buổi sáng để cho nó tỉnh, đề tài lập. Hai là nước vối à, cái nước này tốt với sức khỏe, nước bột sắn à. À, còn các món ăn khác ví dụ như món mì Quảng à, món này ở Sài Gòn có nhiều, ở Sài Gòn của mình có nhiều món bún Huế, món cá Huế, thường là món bún Huế người ta dùng ăn sáng là chủ yếu, và có khi là người ta ăn, và có khi là người ta ăn trưa luôn nè. Và nhân đồng về mặt nghệ thuật thì rất là đa dạng, nhưng mà chủ yếu là người Việt và người Hoa. Mà ở người Việt thì ở Việt thì có nghề chạm khắc gỗ, khắc gỗ đi khắc đá, còn người Hoa thì có cái nghề chạm khắc có là phong phú và tiêu biểu nhất là ở các hộ quán người Hoa. Rồi chúng ta sẽ cùng làm câu hỏi này. Và ở khu vực của người mà của người Việt ở vùng đất Sài Gòn này thì cái cách tổ chức của họ là một, là thứ nhất là chia một phần ở miền Bắc, đó chính là họ cách tổ chức theo cái làng nghề. Theo kiểu làng nghề, theo kiểu phường nghề, nhưng mà cái này nó chỉ ảnh hưởng ở một số quận thôi chứ không có ảnh hưởng trái đất cả. Rồi, kể tên một số tính cách món ăn thức uống của dân phố hiện nay mà biết. Cô nhìn đây nè, nhìn đây con kể cho thầy nghe những tính cách của dân thành phố là gì, là những tính cách nào. Cái nhất, cái hai là con kể giúp cho giáo viên những cái món ăn của người dân thành phố là những món ăn nào, và thứ ba là những cái thức uống. Rồi chúng ta sang người Hoa, chúng ta sẽ nghe nhóm 2 chuyện này. Rồi đây là người Hoa đây. Người Hoa có mặt ở thành phố vào thế kỷ thứ 17. Hiện nay người Hoa là một trong số 54 dân tộc của Việt Nam, và họ sống tập trung dưới ở quận 5, quận 6, quận 11, và thường tập trung theo dòng tộc tập trung theo là tập trung theo họ như thế nào cùng họ thì sống tập trung vào, và họ sống theo tập trung theo nghề nghiệp. Và người Hoa thành phố bao gồm những nhân cư theo nguồn địa phương, dù như nó có những cái nhóm, dù như nhóm Quảng Đông, nhóm Triệu Châu, nhóm Phúc Kiến, nhóm Hà Nam, và nhóm Hè, hay gọi là nhóm Cát Gia. Và những cái nhóm này là góp phần hình thành nên những cái ban hội của người Hoa này. À, tổ chức đời sống xã hội đó là thành họ tổ chức theo bang à. Ở thành phố Hồ Chí Minh của mình là có tới là có rất nhiều bang, và hình có rất nhiều bang xin đồng non nói thêm, và hình thành nên các hội quán
Và thường là các bang là thấy là có 5 cái bang, nhất là bang Quảng Đông, thứ hai là Phúc Kiến, thứ ba là Triều Châu, thứ tư là Hải Nam và thứ năm là Hà. Và hộ quán nó chính là trụ sở của các bang, trụ sở của các bang. Rồi. Và sự hình thành nên các bang và các hộ quán như vậy là anh khẳng định được sự có mặt đông đảo của những tộc người Hoa, sự đông đảo của người Hoa ở vùng đất Sài Gòn hải mình này. Như vậy là tổ chức xã hội theo bang và hội quán chính là trụ sở của các bang đó. Và các hội quán tiêu biểu như ví dụ như hội quán Tuệ Thành, đây là hội quán Tuệ Thành, đây hội quán Tuệ Thành, hội quán Nghĩa An, hội quán Huỳnh Phủ, chứ mà Huỳnh Phủ này viết bài rồi, hội quán Ôm Lăng hay là Ô Lăng, và hội quán Quần Tần. Và đứng đầu các bang thường là các bang chủ hay là bang chủ và các thành viên liên quan. Và mỗi cái bang như vậy là nó ghi một hoạt động kinh tế. Ví dụ như bang người Hoa Quảng Đông thì nó là chuyên cho thuê nhà. Riêng cái bang Phúc Kiến là chuyên thu mua lúa gạo. Và còn cái bang Triều Châu thì là chuyên xây sát lúa gạo. Còn riêng cái bang Hải Nam thì buôn bán đồ ăn. Còn riêng cái bang Quy Hè thì bán thuốc bắc và thuốc da. Và mỗi cái bang như vậy là hoạt động theo cơ chế tự quản, cơ chế tự quản. Và mỗi bang như vậy nó sẽ quy định những cái công việc liên quan đến sinh hoạt đời sống và những cái công việc làm ăn của họ. Và nếu như và đối với việc làm ăn buôn bán thì người Hoa làm ăn theo kiểu mỗi người một chợ, tức là mỗi gia đình mỗi dòng họ là một chợ nha, không ai xem mặt lẫn nhau. Và nếu như có tranh chấp thì phải dàn xếp. Và trong cái bang này thì bang trưởng là người đứng đầu một khu vực buôn bán, bang trưởng là một khu vực buôn bán nha. Được chưa? Và các hộ quán này là thường là nằm trong quy một chùa. Và các hộ quán người Hoa thường là nơi hoạt động tâm linh, thường là nơi thực hiện các hoạt động văn hóa xã hội tương đời lẫn nhau và giúp đỡ cộng đồng khi cần thiết. Ví dụ như là hội quán thường dùng nằm trong một ngôi chùa. Thời đó theo như các tài liệu thì ở người Hoa thì nó có hai khái niệm, một là khái niệm miếu, hai là khái niệm chùa, không có đình nha. Khái niệm miếu và khái niệm chùa là nó là thuộc về người Hoa. Miếu hay là miễu là thuộc về người Hoa, và miếu là nó thuộc về cái tín ngưỡng dân gian, nó không có một cái tổ chức cụ thể. Trong khi đó thì chùa thì nó có một cái tổ chức rõ ràng, và thường là chùa của người Hoa nó chính là các hội quán luôn. Ví dụ như chùa Bà Hiên Hậu nó chính là cái nơi mà nơi người Hoa tiến hành các động tâm linh. Và thường là trong các cái dịp lễ hay là dịp Tết á, dụ như dịp Tết Nguyên Đán hay là dịp Tết Nguyên Tiêu, vân vân, Tết Nguyên Tiêu và một số loại Tết khác, thì người dân thì người Hoa người ta đến chùa Bà Hiên Hậu, người ta lạy bà, rồi người ta lạy các vị thần khác, ví dụ như ta lạy Bồ Tát, không người ta lạy Bồ Tát, người ta lạy Quan Công hồi đó hay họ Quan Công gì đó á. Và một số vị
một số vị trong Nho giáo và một số vị trong Phật giáo, thường là ở trong cái hộ quán nó rất là nhiều, nhưng mà hộ quán người ta hộ quan công là chủ yếu, quan công là quan văn trương á là chủ yếu. Và ở trong cái hộ quán đó thì cách bài trí rất là tỉ mỉ. Đây là cách bài trí họ. Và con nhìn, và nếu như con nhìn mà con hỏi cái cách bài trí này là cách bài trí là cái gì, thì xin phép trả lời, đó là cái cách bài trí đó là cách bài trí tức là người ta khắc những cái vị thần tiên, vị thần tiên hoặc là những cái vị thần trong những cái tiểu thuyết, ví dụ như tiểu thuyết Tây Du Ký, Tây Du Ký nó cũng được khắc ở trên đỉnh, trên cái hậu quán luôn đó. Và trên cái và thường là nó khắc những vị thần tiên trên đó. Và ở trên cái mấy cái cột như vậy là nó có những cái câu đối, những câu đối bằng chữ Hán, những cái cột bên trong, mà đỡ cho kè, cái dầm dầm của cái hộ quán, nó cũng có những cái, nó cũng có những câu đối. Ở nhà, ở người Việt ở Nam Bộ thì những cái ngôi nhà cổ, lớn nó cũng chiêu hưởng của cái hộ quán này. Thế là nó cũng có những cái cột nhà mà nó khắc câu đối rất là lớn. Và ở trước và thường treo ở chính giữa cái gian nhà là nó có một cái bức trướng, hay có bảng hiệu khác nhau. Và hộ quán Vườn Hoa vừa là nơi thực hiện nhân động văn hóa xã hội, tức là nhân động liên quan đến việc thờ cúng lễ hội, đúng không, lễ hội, giúp đỡ cộng đồng hiền thiết, nhất là giúp đỡ về văn hóa, tức là giải quyết các tranh chấp và định và hướng dẫn nghề nghiệp cho những cái người Vườn Hoa ở đó. Và có là biết thường với tranh chấp là với tranh chấp những giữa những người Hoa ở các chợ khác nhau, tại vì mỗi cái dòng tộc người Hoa là quản lý một ngôi chợ, đúng không? Và thường là người Hoa là sinh sống chủ yếu lao động kinh tế, họ làm kinh tế là chủ yếu, nhất là tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ họ làm rất là hay. Và trong về kinh tế họ nhấn mạnh chữ tín, tức là uy tín. Và họ là thường là giao kèo buôn bán là giao kèo bằng miệng, nhưng mà khi mà họ làm là họ phải khi mà họ thực hiện buôn bán là họ phải giữ lời, mà nếu như không giữ lời là không lời thì là không giữ đức tính, là một cái điều rất là sỉ nhục đối với việc buôn bán của người Hoa. Nó có rất nhiều lễ hội, ví dụ như cái lễ Trung Thu sẽ có vào ngày hôm nay ở chỗ quận, ở chỗ gần bến xe Chợ Lớn. Rồi, chúng ta sang nhóm số 3, nghiên cứu về cộng đồng người Chăm Islam. Người Chăm đã xuất hiện từ ở vùng đất Việt Nam từ rất lâu đời, và họ đã lập quốc từ thế kỷ thứ hai, từ cuối thế kỷ hai, với tên gọi là vương quốc Chăm Bà. Và quốc này tồn tại đến thế kỷ thứ 15 thì bị tan rã. Bởi khi tan rã thì người Chăm tản mát ở khắp nơi, và do là thế kỷ thứ 10 thì người Chăm đã chấp nhận sự có mặt của Hồi giáo, tức là từ mặt của Islam, cho nên người Chăm nó bị phân hóa thành hai nhánh. Một là người Chăm Bà La Môn, Chăm Bà La Môn hay gọi là Chăm Islam, hay gọi ở Việt Nam bộ gọi là Chăm Islam, là một người gọi là người Chăm Hroi, và tâm đồng người Chăm này sinh sống rải rác ở những cái khu vực khác nhau, nhưng mà sinh sống dưới là ở khu vực Ninh Bình Thuận, là cộng đồng của người Chăm, cộng đồng người Chăm Hroi, đúng không? Người Chăm Hroi, người Chăm Islam ở thành phố Hồ Chí Minh, là người Chăm
và vài trăm Hồi giáo ở Bộ Châu Đốc, An Giang. Ở bên chỗ người Châu Đốc, An Giang, người ta còn vẫn còn cái một cái làng của người Trà, người Tràm ở Châu Giang. Trà Châu Giang. Và sở dĩ gọi là Trăm Islam, tại vì người Trăm đây là tuân thủ nghiêm ngặt mọi luật lệ của Hồi giáo và tôn trọng bốn cột trụ của Hồi giáo, tức là tôn thờ, tức là luôn luôn một mặt, luôn luôn là coi thánh Allah là nhất, phải chú trọng đến việc bố thí và thực hiện tháng Ramadan, tức là khi người khác ăn chay và hành hương, bốn cột trụ của Hồi giáo. Và người Trăm rất là tuân thủ, và người Trăm Islam ở thành phố Hồ Chí Minh là coi như là tuân thủ tuyệt đối luôn, tuân thủ tuyệt đối luôn. Mặc dù trên đấy tuân thủ tuyệt đối như vậy, thế nhưng mà trong một quá trình hoạt động tôn giáo văn hóa thì Trăm vẫn có một sự giảng để cho nó nhẹ xíu. Ví dụ hành hương á, thì chỉ có các tu sĩ người Trăm Islam mới được đi đến Mecca. Hay đào động những năng tháng chay Ramadan thì chỉ là hoạt động tháng chay Ramadan là tức là ở trong tháng Ramadan như tháng 9 theo được Hồi giáo là chỉ có những là trong tháng 9 đó là những người Hồi giáo đúng ngày đúng tháng chay đó là ban ngày những năng, ban đêm mới ăn. Người ta gọi là một cái lễ ở trong cái masjid thánh đường Hồi giáo, người ta gọi là Iftar. Này, bên gốc người Chăm ở thành phố Hồ Chí Minh thì phần lớn thì người Chăm mà từ Châu Đốc chuyển lên, đó chính là người Chăm mà chuyển được Hồi giáo mạnh nhất, rõ nhất. Và những điểm đầu tiên của người Chăm đó chính là Nanxi, thánh đường Nanxi này. Thánh đường Nanxi như qua rồi. Thứ hai là Hòa Hưng, tức là họ sống tập trung ở quận 1, rồi quận 3, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh, quận 5, quận 6 và quận 8. Và cộng đồng người Chăm chủ yếu là theo đạo Hồi hay gọi là đạo Islam, hay gọi là Chăm Islam. Và đặc điểm đạo Phật của Chăm đó là họ sống và những gia đình có quan hệ gần gũi với nhau, đó là cùng huyết thống, tức là sống theo đại gia đình ấy, và cùng tôn giáo để trình bày sinh hoạt chính gần cộng đồng, để đỡ lẫn nhau. Và cộng đồng người Chăm thường sống xung quanh các masjid, người này khánh đường Hồi giáo. Và thường thánh đường Hồi giáo là theo là qua là tới cái dịp lễ thì những tín đồ người Chăm mà khi mà họ vào thì họ sẽ họ sẽ tụng niệm và họ sẽ đọc kinh Quran, tại vì kinh Quran là kinh của người Islam, kinh của người Hồi đạo Islam, và họ sẽ hành lễ theo sự hướng dẫn của các chủ lễ, người ta gọi là các hakim, các chủ lễ và các phó lễ, phó lễ. Ở bên Thiên Chúa giáo thì người dân ở bên đạo Công giáo thì ở trong nhà thờ thì khi mà có cái gì đó quan trọng thì những cái giáo dân người ta sẽ lên nhà thờ, tại vì lễ là thường nơi nhà thờ. Người Công giáo người ta thường hành lễ vào những ngày cuối tuần, nhất là ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, ta hành lễ vào buổi sáng và buổi tối. Và khi hành lễ người ta đọc hai bộ kinh, là bộ kinh Cựu Ước và bộ kinh Tân Ước, và có khi người ta đọc nên những cái bộ kinh Tân Ước mà thôi. Và thường là những cái bộ kinh như vậy là nó chỉ là những cái câu chuyên kể để dầm mục đích là gì? Giáo dục những cái người dân theo đạo. Tôi nội bày đối với những bộ kinh Phật. Thường người ta đọc kinh Phật á, là người ta chỉ đọc lại những cái câu chuyện ấy. Thường là bộ kinh Phật là những cái câu chuyện của về đối nhân xử thế của Phật. Rồi, đây là một động hành lễ.
khi mà các bạn nghiên cứu thì các bạn có thể thấy đó chính là ở cái thánh đường Hồi giáo người Chăm, người ta không thấy họ một bức tượng nào hết á. Thậm chí thánh Allah người ta cũng chả thấy luôn. Vì sao vậy? Tại vì thánh Allah có khắp mọi nơi và không ai người thấy được thánh Allah. Đây là một đoạn của kinh Quran. Kinh Quran có tới hơn 1000 dòng như vậy. Nhưng mà khi mà tụng niệm là ta đụng tụng hay là không phải là, và thường là cái cửa là luôn luôn về hướng về Ả Rập Xê Út, là hướng về cái Mecca. Tại vì thường khi người dân tiến hành hoạt động hành hương thì ta sẽ thì ở khu vực Nam Bộ này, khu vực Sài Gòn này là chỉ có những người Hakim mới được hành hương về Mecca mà thôi. Và khi Mecca là họ tiến hành hoạt động khác nhau, ví dụ như người ta đi 3 lần qua Hòn Đá Đen, xong rồi người ta tắm rửa, xong người ta cầu nguyện, và mỗi lần như vậy ở Mecca này thì đón tiếp hàng triệu người, cho nên dẫn đến một cái tình trạng đó chính là gì? Nó chính là nóng như có lớn ở sa mạc. Rồi, người chúng ta tìm hiểu cuối cùng chính là người Khmer. Rồi chúng ta sẽ nghe nhóm trình bày người Khmer. Rồi, ta nghe người Khmer. Người Khmer thì tập trung sống xen kẽ với người Việt. Trong đó ở khu vực ở miền Tây Nam Bộ thì người Khmer sống tập trung rất nhiều ở vùng Sóc Trăng, vùng Trà Vinh. Thì người thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì người Khmer tập trung chủ yếu là ở quận 3, ở quận 8, ở quận Phú Nhuận, ở quận Bình Thạnh và quận Tân Bình. Thì họ sống xen kẽ với người Việt. Rồi, sinh hoạt tập trung chủ yếu ở chùa Khmer. Và ở chùa Khmer này thì người ta đọc kinh theo của phái tiểu thừa, hay phái tiểu thừa gọi là thánh Theravada. Ví dụ như chùa này, chùa Khandanasi là một cái nơi sinh hoạt tôn giáo của người Khmer ở thành phố Hồ Chí Minh. Và ở đây có một cái nét văn hóa rất là hay, đó chính là những người dân khi mà vào chùa thì người ta sẽ vái Phật. Vâng, và tao thấy ở trong chùa Khmer thì có rất nhiều cái bức tranh của Đức Phật, có nhiều bức tranh nói về cái sự nói về cái cuộc đời của Đức Phật. Và trong chùa Khmer này có những cái tượng Phật rất là lớn. Thì ở chùa Khmer là thường là thờ Phật Thích Ca, nhưng mà ở chùa ở người Việt thì có lúc họ chùa có nhiều tầng, có một tầng thì thờ Phật Thích Ca, có một tầng thì thờ Phật Di Lặc, có một tầng là thờ Phật Quan Âm như vậy, tức là bỏ tầng là thờ nhiều Phật khác nhau. Và ở cái miền Tây cũng như ở Thái Lan, thường nhưng mà thường Thái Lan rõ nhất đó là mỗi đứa trẻ khi mà muốn trưởng thành thì những đứa trẻ đó phải đi tu ở trong mọi gian. Đây tu đến khoảng mười mấy hai mấy tuổi thì mới được coi là mùa trưởng thành. Và trong các đại lễ nổi tiếng như là trôn cặp cho ra chơi này, chúng ta làm mới hay là tới Senonta nhưng mới đúng nha, hay là Ót Móc, thì người Khmer tụ họp đông đảo và cử hành nghi lễ rất là trang nghiêm và cái đó phong phú. Ốc Cầm Bóc thì các bạn có thể xem ở Trà Vinh. Ở Trà Vinh nó rõ lắm. Ở Trà Vinh ở chỗ A Bom á. Ở chỗ A Bom thì Ốc Cầm Bóc là diễn ra vào tháng 8. Diễn ra vào tháng 8 thì là Khmer. Là Trung Ra Cà Mây thì Tết năm mới là diễn ra vào cái tháng đầu tiên của năm mới. Và để xem đồng ta thì kế cái Trôn Ra Cà Mây luôn. Nhưng mà tới một thời gian nào đó.
Rồi em cho mày ý nghĩa của cách thức tổ chức văn hóa cộng đồng cư ở Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cái này mình làm cá nhân. Rồi về ý nghĩa nhất một, trong đời sống và phá sợi thì bị tập trung theo tôn giáo, loài người và nhập cư thì nó tạo ra sự đa dạng, phong phú và các loại hình văn hóa, nhất là nó trên là văn hóa vùng biển, thứ hai là văn hóa tộc người, thứ ba là văn hóa tôn giáo. Và các nhóm dân cư sống quần tụ lại với nhau sẽ giúp cho việc phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của nhóm dân cư đó được hưởng lợi hơn. Và sự quần tụ như vậy sẽ giúp cho sự gắn kết cộng đồng được bền chặt hơn, và cũng chính là một hành trì vững chắc để chống lại sự mai một về văn hóa theo thời gian. Mặt khác là sự hình thành các cụm dân cư văn hóa đặc trưng sẽ tạo điều kiện cho sự hình thành nét văn hóa đặc trưng trong Thành phố Hồ Chí Minh mà không nơi nào có. Và trong sản xuất kinh doanh thì tạo điều kiện cho người dân dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau trong các buổi hoạt động sản xuất và kinh doanh theo phương châm cùng hội cùng huyền, hay là buôn có bạn bán có phường, để bảo vệ quyền lợi và cạnh tranh với bên ngoài. Như vậy là mình tóm tắt lại cái này ha. Chưa thêm cái nữa. Như vậy là tóm tắt lại nội dung này. Tại vì ý nghĩa thứ nhất đó chính là nó tạo nên sự đa dạng và phong phú về các loại hình văn hóa. Thứ hai là nói cái việc sống quần tụ lại giúp cho việc phát huy bảo tồn những giá trị văn hóa của người dân được thuận lợi hơn. Và sự quần tụ như vậy nó tạo điều kiện cho sự gắn kết cộng đồng trong dân cư. Và cuối cùng là hình thành các nét văn hóa đặc trưng của thành phố, thì đó là trong đời sống văn hóa xã hội. Thì trong sản xuất thì tạo điều kiện cho cư dân dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh theo phương châm cùng hội cùng huyền, hay là buôn có bạn bán có phường. Rồi cái này câu làm tạm nha.